Xin chào anh em. Hôm nay em chịu khó em vô kẹt. Em đi chi tiết cái con quay 110 dọn tâm huyết nha em anh. Xe nói chung là dọn rất là đẹp. Đó, máy xăng chắc luôn nha em anh. Chứ dọn tâm huyết luôn chứ không phải mà dọn kiểu lịch sịch nha em anh. Đó, mình dọn rất là đẹp. Với số tiền 21 triệu á, theo phép cũng đáng là để anh em mua xài nha anh em. Rất là đẹp. Chứ anh em mà mua xe rin mà tầm mà đâu cũng gần chém chém 30. Đó, xe rin này dày này. Lịch xịt nó đâu đâu chứ nó chạy cũng chán nản nha mình. Đó. Thấy không? Đầu cổ rất đẹp. Đồ theo xe còn hết nha mình. Chỉ còn cái là xe này full mới lại. Review cho đẹp lại thôi. Rất đẹp. Con đẻ. Con đẻ đi nè. Nó nằm ở trong kẹt nhưng mà chịu khó lúc quay chậm cho anh coi. Màu xanh ngọc cũng đẹp nha mà. Nó nằm trong kẹt không có tiện dắt ra ngoài anh ơi, anh thông cảm. Giờ lần nó cũng khó. Xe đi cái bô xéo nha mà, bô Honda bô xéo nha. Nổ rất là nhẹ, hay. Hay lắm á. Xe này đậu không đề cũng lâu rồi. Đề biết nhảy không ở đây. Đậu lâu quá yếu bình nha mà anh đây. Phải đạp thôi. Cái bình nó sạc vô đầy nổ. Anh em nghe cái máy nè. Cực kỳ. Đi kiển hết ý nha mà. 21 triệu. Ra biên lai cửa hàng cho anh em đi đầy đủ hết, còn muốn rút hồ sơ thêm triệu nha mà. Thêm triệu đưa cho dịch vụ họ rút. Đi cò họ rút. Mà muốn rút thì phải qua dịch nha mà. Tất cả hồ sơ siết bây giờ phải đợi qua dịch rút hết. Có đẹp nha mà. Sạch sẽ, gọn ghẽ luôn. Nó ngon lành cạnh tranh mà đi thôi. Chứ giờ mà rin mà lập bầm ui à. Về cái nhìn chán, cái bỏ tiền ra dọn lên nữa thì tốn kém nữa. Đó, cái bô xéo nổ ngay đã nha mày. Bô xéo NF 100 nè, thấy không? Đi cà phê rồi chơi, quay game mà đi nó gọn nhẹ mà. Cái nào nó cũng có lợi thế riêng của nó hết. Xe này không gầy sang đấy, đi suốt đó. Đâu đậu đây đâu. Người nay nó đi chiếc khu 2 lên quay y màu bạc đó. Nó dắt để đây nè. Sẵn rồi đây. Một số anh em kêu phép review chi tiết để anh em chốt. Review cho anh em xem. Dọn nhưng mà vẫn giữ hình dáng của nó nha em ơi. Chứ phải đi kiểu mà độ binh mất hình đó. Đằng
đếm thì đủ nha. A code còn đủ hết. Càng coi nhanh vậy thì đủ. Sigut dưới hả? Giá anh có ghi anh yên đó. Đi cho đen hả? Ừ. Anh cứ ghi giá tiền cho đen đó là coi đi. Không có không có nào đẳng hả? Đi để anh chạy đẳng nha. Này 21 triệu mà quay 110 thái. Này 16 triệu. À, su Viva FI bánh mâm đây chạy đẳng à, anh chứ dưới chung chung là cỡ nhiêu này cỡ 13-14 triệu à trời ơi suốt FI mà tút trong á hả tút trong á ờ, tút trong mà nó rẻ nữa để lẳng anh điện kêu mấy lính nó lại ấy chưa nó nhiều xe lắm mày hỏi biết xe nào nói cái dãy ở ngoài á tưởng nó dãy ở ngoài 7-8 triệu cũng có nữa 7-8 triệu 10 triệu mua vòng vòng lấy chiếc 7 triệu rưỡi đi xe quýt thường đó rồi ok anh em nào cảm thấy mến thì liên hệ với em nha mấy anh lên hết trơn chân cẳng đâu bấm đâu rất là đẹp đi tem tiết luôn rất là đẹp. Ờ lấy đắng coi đi. Đắng coi đi anh kêu trường nó lên. Rồi. À, quá ok nha anh em. Xe này ví dụ người xài chán thì nói chung là bán cũng lỗ lã vậy. Bán là 19-20 bán bình thường nha anh. Cái dòng xe này nó vậy rồi đâu rẻ nữa. Đấy. À, còn hơn người anh mua xe mười mấy triệu rồi đó lập dập đó mấy cái chiếc Vít ít Alpha rồi đó sao mà chạy đi đâu đẳng cấp bằng 110 đi anh rồi anh em nào thích thì liên hệ số điện thoại để phần mô tả nha anh em xin chào anh em.